Xin chào các bạn Đối với những bạn nào mà đang sử dụng iPhone 14 Pro Max Thì có lẽ là bây giờ cũng đang phân vân Là chúng ta có nên lên iPhone 15 Pro Max hay không nhỉ Thì với góc độ cá nhân của mình ở thời điểm tại nha Thì mình sẽ khuyên các bạn là nên mua iPhone 15 Pro Max Vậy tại sao mình lại đưa ra cái lời khuyên đó Thì trong cái video hôm nay Mình sẽ chia sẻ các bạn Let's go Nếu các bạn nào mà đang muốn đặt trước dòng iPhone 15 series với mức giá rẻ hơn Apple Store và vô vàn phần quà hấp dẫn, chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng mà thôi thì link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào của hệ thống Di động Việt mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. À, thực ra thì mình khuyên các bạn là nên mua iPhone 15 Pro Max nó không đến từ việc đây là chiếc điện thoại cao cấp nhất của bên nhà Apple ở thời điểm hiện tại. Mà một trong những cái lý do mà mình khuyên các bạn là nếu các bạn đang sử dụng 14 Pro Max hay là 13 Pro Max á, các bạn hãy nên nâng cấp lên iPhone 15 Pro Max đó chính là câu chuyện liên quan tới lỗi của 13 Pro và 14 Pro các bạn ạ Pro ở đây là bao gồm cả phiên bản Max và phiên bản Pro thường nha thì các bạn có thể thấy rằng là những chiếc điện thoại dòng 13 Pro và dòng 14 Pro có màn hình 120Hz của bên nhà táo ạ thì nó có một cái vấn đề rất nặng đó là liên quan tới cái lỗi màn hình có thể là các bạn đang sử dụng thì nó xanh màn nó bị trắng màn hoặc là các bạn update phần mềm lên nó bị tèo này nọ abc cái lỗi này xuất hiện tương đối là nhiều ha và các bạn cũng có thể thấy rằng là thậm chí là apple cũng đã lên tiếng là thừa nhận là có cái lỗi này rồi nhưng mà để nhà táo mà họ thừa nhận họ thay thế miễn phí kể cả khi hết bảo hành á là mơ đi Đối với anh táo thì chúng ta rất là khó để có được điều này Đối với Android á Mấy anh còn sợ là kiểu như là người dùng từ bỏ chúng tôi Và đi sang với nhà táo hoặc là đi sang với hãng khác á Thì họ còn có thể là thay miễn phí cho bạn dù có hết bảo hành Nhưng mà đối với anh táo thì mơ đi Chuyện đó là chuyện rất khó có thể là xảy ra được các bạn ạ Thì nếu mà những cái bạn nào mà đã sử dụng 14 Pro Max và 13 Pro Max hoặc là một phiên bản Pro thôi nha mà sắp hết bảo hành rồi thì tốt nhất là lên phiên bản 15 Pro Max hoặc là phiên bản 15 Pro hiện tại thì cũng chưa có cái gì chắc chắn là liệu cái phiên bản 15 Pro và 15 Pro Max ấy, nó có bị lỗi màn hình xanh màn khi mà những chiếc máy trước đây có màn hình 120Hz của bên nhà Apple nó đang bị lỗi này hay không nhưng mà chí đó khi mà chúng ta nâng cấp lên á thì thứ nhất đó chính là vẫn còn thời gian bảo hành đúng không ạ? vẫn còn thời gian bảo hành thì các bạn sử dụng á nó sẽ an tâm hơn kiểu như là ok bây giờ xanh màn đúng không tôi ra thay đổi cái máy khác cũng ok được Chứ còn nếu mà bây giờ á, iPhone 14 Pro Max hoặc là iPhone 14 Pro của các bạn á mà hết bảo hành rồi thì rất là nguy hiểm rất là rủi ro các bạn ạ và thậm chí là sau này các bạn bán lại á, nó cũng rất là khó bây giờ mà bán lại mấy con 13 Pro hoặc là 13 Pro Max á, thì mình nghĩ rằng là nó cũng hơi cực đấy À, cách đây khoảng một năm về trước mình bán nó đã cực rồi thì mình nghĩ rằng là bây giờ bán cũng rất là cực bởi vì rất là nhiều bên không chỉ có bản thân bọn mình đâu đều nói với các bạn là không nên mua iPhone 13 Pro và 13 Pro Max cũ đúng không? đó và rất rất là nhiều những cái video kiểu như vậy rồi thì mình nghĩ rằng là cái điều này nó cũng sẽ sắp lặp lại với dòng 14 Pro và 14 Pro Max mà thôi ha và đó là lý do đầu tiên mà các bạn nên nâng cấp lên 15 Pro Max hoặc là 15 Pro À, nó có thêm cái phần bảo hành Cái lý do thứ hai nữa Nó sẽ đến từ cái cổng tai C Thực ra thì cổng tai C của bên nhà táng Thì mình thấy là nó cũng chả có gì Vậy là cao siêu đẳng cấp vũ trụ gì đâu Không biết là những bạn iPhone này Các bạn có suy nghĩ như vậy hay không nhưng mà mình thấy rằng là nếu các bạn đã sử dụng chung một cái hệ sinh thái của nhà táo, chúng ta có iPad Pro, chúng ta có MacBook Pro đang sử dụng cổng sạc Type C si, thì các bạn chỉ cần đưa duy nhất một củ sạc và một dây sạc thôi là đã có thể là sạc chung cho một cái hệ sinh thái rồi, hoặc là khi nào cấp bách ví dụ như là chỉ có bạn sử dụng iPhone, còn tất cả mọi người trong gia đình mà sử dụng uh, Android nhưng mà có cổng Type C si, đúng không? Thì Chúng ta có thể là sạc ké được à, Không biết là sạc Nó có bị giới hạn Về cái tốc độ công suất hay không Thì chúng ta phải chờ máy bàn ra Mới biết được Nhưng chỉ ít là cũng có thể Sạc ké được phần nào các bạn ạ Và cái lý do thứ ba Mà mình khuyên các bạn Là nên mua iPhone 15 Pro Max Là nếu các bạn không muốn Chúng ta có cơ tay Đặc biệt là các bạn nữ Bởi vì các bạn có thể thấy rằng Là 15 Pro Max Năm nay Mặc dù là kích thước Thì nó sẽ không thay đổi Tuy nhiên nó nhẹ hơn rất là nhiều so với là phiên bản trước rồi các bạn ạ, thực sự là nhẹ hơn rất là nhiều. Nhiều anh em sẽ nghĩ rằng ở cái này thì nó sẽ nhờ cái viền titan này đó đúng không? Với cá nhân mình thì mình thấy rằng cái viền titan chỉ để quảng cáo thôi, thật nó chỉ để quảng cáo là chính thôi, chứ nó cũng không phải là một cái gì đó nó quá là cao siêu. Hiện tại đang có rất là nhiều những thông tin, một là viền của cái chiếc 15 Pro Max nó sẽ được làm từ viền Titan tức là toàn bộ cái viền bên ngoài nó sẽ làm Titan Hai nữa đó chính là cái viền bên ngoài nó chỉ được phủ Titan giống như kiểu là mạ Titan lên thôi Và hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết được cái điều gì có thể xảy ra Nhưng mà chí ít đó, đó chính là năm nay cái trọng lượng của nó đã nhẹ hơn Cái trải nghiệm mà mình nghĩ là nó cầm nắm vào sử dụng đó, nó cũng sẽ ok hơn rồi Còn cái việc mà hiệu năng của một chiếc điện thoại iPhone mà nó thuộc dạng đẳng cấp vũ trụ và đập chết mấy con Android là chuyện bình thường mình thấy rằng là kể cả bây giờ Apple A16 Bionic bây giờ nó vẫn đang rất là mạnh và nó gần như là năm nào mình thấy rằng là Apple cũng đi trước khoảng một đời so với là những chiếc máy Android rồi đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà các bạn có được một cái hiệu năng mạnh hơn so với là thế cũ là điều đương nhiên rồi. Đó là điều đương nhiên. Với những bạn nào mà các bạn kiểu như là các bạn đang cần một cái hiệu năng mạnh hơn để các bạn có thể là làm video, render video, dựng video hay là chỉnh sửa hình ảnh này nọ trên mobile thì với chiếc iPhone 15 Pro Max mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ đáp ứng tốt hơn so với là 14 Pro Max Đó là một vài những cái lý do mà mình khuyên các bạn là nếu đã sử dụng 14 Pro Max thì có thể cân nhắc lên 15 Pro Max ha Cái điểm lưu ý lớn nhất là nó nằm ở cái lý do thứ nhất là chúng ta sẽ có thêm thời gian bảo hành và không phải sống trong cái sự lo lắng của dòng 14 Pro Max hay là dòng 13 Pro Max trước đây các bạn ạ Còn với các bạn, các bạn có những suy nghĩ gì? Đừng quên để lại kế phần bình luận của video hôm nay Cảm ơn Nhật thì Bye